đội tuyển Việt Nam còn bao nhiêu điểm sau trận thua sốc Indonesia trên sân Mỹ Đình. Tối ngày 26 tháng 3, đội tuyển Việt Nam lặp lại kỷ niệm buồn khi để thua đội tuyển Indonesia tỷ số 0-3 trên sân Mỹ Đình, như kết quả từng thua lần đầu tiên cách đây 20 năm dưới thời huấn luyện viên Edson Tava tại AFF Cup 2004. Ngay sau giải AFF Cup 2004, huấn luyện viên Edson Tava lập tức bị sa thải. Trong khi hiện tại, làn sóng phản đối đòi Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, phải sa thải huấn luyện viên Philip Trucci tăng cao đến cực điểm. Nhà cầm quân 69 tuổi người Pháp dẫn dắt đội tuyển Việt Nam từ ngày 1 tháng 3 năm 2023 đến nay tổng cộng 14 trận, chỉ thắng 4, hòa 0 và thua 10 trận. Trong đó, chỉ có một trận thắng ở giải chính thức là trước đội tuyển Philippines với tỷ số 2-0 tại bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, Việt Nam 0-3 Indonesia. Cổ động viên hết kiên nhẫn với huấn luyện viên Trucci, đội tuyển Việt Nam lặp lại kỷ niệm buồn trước Indonesia sau 20 năm trên sân Mỹ Đình. Chuỗi thành tích bết bát này khiến đội tuyển Việt Nam từ vị trí thứ 94 trên bảng xếp hạng FIFA với 1.235,58 điểm ở cuối năm 2023 sa sút dần và hiện chỉ còn 1.164,54 điểm, rớt xuống vị trí 115 thế giới. Gần nhất, với hai trận thua liên tiếp trước đội tuyển Indonesia gồm tỷ số 0-1 và 0-3 đã khiến đội tuyển Việt Nam bị trừ mất tổng cộng 30.03 điểm. Cụ thể là 15,37 điểm ở trận thua trên sân Gelora Bung Karno ngày 21 tháng 3 và 14,66 điểm ở trận thua trên sân Mỹ Đình ngày 26 tháng 3. Highlight Việt Nam 0-3 Indonesia, thất bại toàn tập vòng loại World Cup 2026, Việt rớt xuống vị trí thứ 115 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA sắp công bố vào ngày 4 tháng 4, là vị trí thấp nhất của đội tuyển Việt Nam trong vòng hơn 6 năm qua. Trước đó, dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo từ tháng 9 năm 2017, đội tuyển Việt Nam từ vị trí ngoài top 100 thế giới đã lọt vào top 90 và giữ vững ở khu vực này trong suốt hơn 6 năm. Trước khi huấn luyện viên Philip Trucci đến, từ ngày 1 tháng 3 năm 2023. Trong khi đó, đội tuyển Indonesia với hai trận thắng liên tiếp đội tuyển Việt Nam gần đây tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Và là 3 trận khi tính luôn trận thua 0-1 ở vòng bảng ASEAN Cup 2023, đã nhảy vọt trên bảng xếp hạng FIFA khi từ vị trí 146 thế giới cuối năm 2023. Hiện vươn lên vị trí thứ 135 từ ngày 4 tháng 4. Huấn luyện viên Philip Trucci phải bất lực trước đà sa sút của đội tuyển Việt Nam tại bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Đội tuyển Việt Nam hiện chỉ có 3 điểm sau 4 trận với 1 thắng, 3 thua xếp thứ 3. Đội tuyển Iraq đã chính thức lấy vé vào vòng loại thứ 3 và xuất dự ASEAN Cup 2027 sau trận thắng đội Philippines tỷ số 5-0 ngày 26 tháng 3 để có 4 trận toàn thắng, được 12 điểm xếp đầu bảng. Đội tuyển Indonesia có 7 điểm sau 4 trận xếp thứ 2. Đang có nhiều ưu thế tiếp bước theo đội Iraq đi tiếp và dự ASEAN Cup 2027. Đội tuyển Philippines xếp cuối bảng với 1 điểm. Với thầy trò huấn luyện viên Philip Trucci hy vọng đi tiếp vào vòng loại thứ 3 khu vực châu Á tranh vé dự World Cup 2026 coi như đã tắt ngắm. Họ chỉ còn cơ hội vào vòng loại 3 tranh vé dự ASEAN Cup 2027. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.